Xin kính chào anh chị và các bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay, xin cập nhật bảng giá tôm như sau. Giá thẻ oxy khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng 25 con 235.000, 30 con lớn 200.000, 30 con nhỏ 190.000, 40 con 150.000. Giá tôm sú 20 con lớn 420.000, 20 con nhỏ 400.000, 30 con lớn 250.000, 30 con nhỏ 240.000, 40 con 160.000. Giá thẻ không kháng sinh khu vực Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang 20 con 270.000, 25 con 215.000, 30 con lớn 180.000, 30 con nhỏ 170.000, 40 con 141.000, 50 con 121.000, 60 con 108.000, 100 con 90.000. Tôm thẻ khu vực Bạc Liêu. Giá tôm thẻ oxy 25 con 235.000, 40 con 200.000, 40 con 150.000, 50 con 124.000, 60 con 114.000. Giá thu mua oxy, thẻ oxy chợ khu vực Trà Vinh 25 con 220.000, 30 con 185.000, 40 con 148.000, 50 con 120.000. Giá tôm thẻ oxy lục chợ khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu 70 con 106.000, 60 con 112.000, 50 con 122.000, 40 con 150.000, 30 con 190.000. Trên đây là bản cập nhật giá tôm tùy theo từng khu vực có thể dao động từ 2 đến 5.000. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã lắng nghe. Kính chúc anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.